Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam Hoa Kỳ Tifa Trần Tuấn Anh đã có cuộc điện đàm với trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR Robert Lighthizer để trao đổi về các vấn đề kinh tế thương mại song phương giữa hai nước. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Hoa Kỳ chính thức khởi xuống điều tra đối với vấn đề chính sách tiền tệ và việc nhập khẩu sử dụng gỗ của Việt Nam bộ trưởng cho rằng cuộc điều tra này có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn không chỉ tổn hại đến quan hệ song phương lòng tin chiến lược và các nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước mà còn ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến hàng ngàn doanh nghiệp và hàng triệu người lao động người tiêu dùng ở việt nam và hoa kỳ bộ trưởng trần tuấn anh đề nghị trưởng đại diện thương mại hoa kỳ robert lighthizer cần chỉ đạo tiến hành các cuộc điều tra một cách công bằng kỹ lưỡng và minh bạch xem xét cẩn trọng mọi vấn đề và các tác động tiềm ẩn của bất kỳ hành động nào để có những kết luận khách quan và hợp lý nhất đối với các vụ điều tra khép lại vụ việc trên một cách thuận lợi và không áp thuế lên các mặt hàng của việt nam về phần mình trưởng đại diện thương mại hoa kỳ robert lighthizer đánh giá cao kết quả đối thoại chính sách thực chất hiệu quả thông qua cơ chế của hội đồng tifa trong thời gian qua khi mà chỉ trong một thời gian rất ngắn hai bên đã cùng trao đổi tìm ra giải pháp giải quyết thỏa đáng được nhiều vấn đề kinh tế thương mại liên quan đến vụ việc hoa kỳ khởi xướng điều tra trưởng đại diện thương mại hoa kỳ robert lighthizer cho biết hiện đại diện thương mại hoa kỳ vẫn đang trong quá trình điều tra tổng hợp và đánh giá tất cả các ý kiến liên quan đến vụ việc hoàn toàn chưa bàn đến bất cứ kết luận nào đối với việt nam đồng thời cho biết một số thông tin thất thiệt về kế hoạch áp thuế của đại diện thương mại hoa kỳ đối với hàng hóa xuất khẩu của việt nam là hoàn toàn không chính xác và đó không phải là cách làm việc của đại diện thương mại hoa kỳ